Ồ, nhất vậy. Chuẩn bị ra. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì lúa cũng đã cắt rồi mọi người. Mình phát hiện mấy cái vũng nước ở đám lúa đó có quá trời cá luôn mọi người. Bây giờ mọi người hãy cùng mình đi bắt cua với cá, xem coi bữa nay thu hoạch được bao nhiêu ha mọi người. Ủa, quá trời cá luôn mọi người. Đây, cá sặc quá trời luôn. Nguyên con rắn. Quá trời cá luôn mọi người ơi. À, mình thu à. Nãy giờ thu hoạch cũng được khá khá nhiêu đây ha. Đó, cá chốt cắn nhất quá mọi người. Trời ơi, chảy máu quá à. Quỷ. Đó. Ồ, nhất vảy luôn mọi người. Giờ coi coi có cá không. Đây lấy rổ rồi mọi người. Tiêu tiếp theo ngoài đây nè. Cá quá trời quá. Ok. Đi thôi. Bỏ cái phòng. Con đầu tiên. Đây một con cua nữa nha mọi người. Đó, một con cua nữa. Hai con. Ra ngoài hết hả ba? Mình mới móc con cua lần đầu á mọi người ơi. Tay mình bự quá nó kẹt mọi người. Chuẩn bị ra. Đó mọi người. Đó. Ra một em cua nha. Móc được hai một hai nha mọi người. Ủa quá đã mọi người. Gì giác sinh tâm lắm mà. Đó. Ba móc rồi các ba. Nhìn con móc nè. Đó, đang hang nữa nha mọi người. Trời ơi. Bỏ vô phòng nha. Đó, một con bự thiệt mọi người. Kẹp không? Nhớ không? Kẹp nhớ không? Hả? Đó, móc, ba mình móc nha mọi người. Ca nè mọi người ơi. Đây ba mình móc ra nè. Một em rồi nha. Móc đi. Đó một em mọi người. Trời ơi vô. Đây mình móc tiếp theo này nha mọi người. Ui da. Dữ chưa. Bớt dữ với mày. Cua này dữ quá mọi người. Ra hả. Dữ hả. Dữ hả? Dữ không? Đây mình dùi nước cho nó. Cho nó thấy được rõ con quỷ này nha mọi người. Đây. Dữ à mọi người, nhìn dữ à. Ba mình móc thêm con nữa mọi người. Trong đâu? Đây, một con nữa mọi người. Quá đã luôn. Móc tiếp. Đó, ra một em nha. Đây con nha mọi người. Ngoài đây là thu hoạch cua trong ruộng lúa, thu cá nha mọi người. Kẹp hả mày. Kẹp hổ luôn. Ok móc ra được con nha mọi người. Đó, tay mình bự khó móc nha mọi người. Ok. Bỏ vô. Đó đây một con nha mọi người. Trời ơi cái càng trà bá lửa luôn. Quá đã mọi người. Bỏ vô. Ủa, còn cái càng không mọi người ơi. Mày rắn vô. Rắn vô thì còn cái càng không. Ok. Một con nữa mọi người. Bỏ vô. Móc tiếp mọi người. Thôi quá thề luôn mọi người ơi. Cua quá trời luôn. Quá đã mọi người. Quá trời cua luôn mọi người.
ở ngoài đám lúa là bắt cua. Ủa lộn, ở ngoài đám lúa là bắt cá, còn ở trong đây là bắt cua. Trời ơi, hai món quá là ngon luôn mọi người. Bắt tiếp cho mọi người còn quá trời hai cua luôn. Ai cua quá bự mọi người. Đó, ba mình bắt ra. Chạy đi đâu hả con sâu, bị gãy hai cái giò. Đó. Mọi người thấy đã không? Quá đã luôn mọi người. Vậy là chỗ này nãy chưa bắt cua nha mọi người. Bây giờ bắt cua tiếp theo nha mọi người. Chắc ở 400 gram cua mọi người, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Có 20 con mọi người. Gì cả. Bây giờ mình với ba mình sẽ học mấy trái dừa uống nha mọi người ơi. Khát nước khô cổ họng luôn rồi. Mấy trái uống. Rớt vô đầu cho tới công chuyện luôn mọi người. Rồi xong rồi. Được rồi. Xong uống trái dừa quá đã luôn mọi người. Rồi. Bò ra. Mày bò hả? Bò hổ luôn mày. 15 con cua mọi người. Mình rất là ghét cái con này nè mọi người, rất là hận luôn. Nãy nó đâm mình 2-3 lần nhất phải cá trưởng luôn. Quỷ cá chốt. Cua quá trời luôn mọi người. Cua quá trời luôn. Hàng cua bắt cái cua mọi người. Thì sau một hồi bắt thì cua cá được bao nhiêu đây nè mọi người? Đây quá trời luôn mọi người ơi. Đây, nhìn đã con mắt thiệt chứ. Và ở trong đây, và ở trong đây là cua nè mọi người. Đây, cái sạc này là xay ra làm chả cá mọi người. Kéo lên rất là dẻo luôn mọi người. Nè, dẻo dẻo luôn. Đây này mà chiên giòn lên cái ăn rất là ngon luôn mọi người ơi. Cua thì cũng đã ớp rồi mọi người. Đó, cua ớp rồi, cua đem chiên luôn nha. Đây, cua làm kho khô với muối ớt nha mọi người, ớp sẵn, làm sẵn hết rồi. Cua vô. Theo mọi người. Theo con xăng đã trả vô mình riêng. Quá hấp dẫn luôn. Rồi chờ thành quả và thưởng thức thôi. Mời cả nhà ăn chả bánh tráng, quá salad, lát bỏ vô, cả bỏ vô. Ok, mời tất cả mọi người ăn nha. Đây, chả chiên quá là ngon rồi mọi người. Chấm với này ăn nha. Thơm. Thơm giòn. Giòn. Cái vị đặc trưng của cá. Cái cá sặc. Nghe cái mùi đặc trưng của cá sặc rất là ngon nha mọi người. Cái miếng salad. Quá ngon luôn mọi người ơi.
giờ thử tới miếng cua nha. Chạm miếng cua lên. Giòn rớp rớp luôn. Không ngưỡng công bây giờ bắt cực khổ. Bắt mà muốn chết luôn. Thì cái clip của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp tất cả mọi người vào những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.